Anh em, cuối ngày rồi, còn một con tre phục hồi phuộc thì sẵn đây thì mình sẽ review hướng dẫn cho anh em cái cách mà phục hồi phuộc trước cho Raider Sajia mà đúng cách anh em ha. Nói phục hồi nghe nó ghê gớm vậy á, nhưng mà chẳng có gì là cao siêu hết, anh em ở nhà vẫn tự làm được ha. Thì cái quan trọng nhất là anh em phải vô hãng mua bộ phốt phuộc ha. Còn anh em mà thích thì qua bên mình cũng có luôn. Đây là bộ phốt phuộc của Raider thì nó sẽ có hai phốt. Thứ nhất á, là phốt chặn bụi anh em ha. Cái phốt này gọi là phốt chặn bụi này. Đó, phốt này nhìn vậy cho nó rất chi là quan trọng. Và cái phốt thứ hai á, là cái phốt chặn dầu. Cái phốt chặn dầu là khi nó xì nó sẽ xì cái phốt này. Và tại sao nó xì cái phốt này thì là do cái phốt chặn bụi này nha. Thì khi mà phốt chặn bụi mà nó bị không khít á, nước nó vô á, thì nó sẽ dẫn tới tình trạng á, là xì phốt phuộc. Thì sau khi mà mình nạy ra nha má, anh em nạy ra thì nhanh, chỉ cần một cái vít dẹp thôi, hoặc là có đồ chuyên dụng thì mình nạy ra nó dễ hơn. Đó, thì mình nạy ra xong thì sau đó mình sẽ có một cái bộ cạo này. Cái bộ cạo mình cũng chế rất là đơn giản. Đó, thì sau khi mình cạo vô mình ép vô cho đều vô nha má. Đó, ép vô vậy thôi, chuẩn lại thôi. Thì cái bộ cạo này không cạo cái gì cao siêu hết, chẳng qua nó là một cái đồ để ép xuống thôi. Đó, sau khi ép xuống xong xuôi là ngon lành lại. Rồi, lý do tại sao mà mình nói á là cái phốt này nó ảnh hưởng tới phuộc rất là nhiều. Đây, bây giờ mình sẽ chỉ cho anh em coi lý do ha. Thì khi mà cái phốt này mà nó mà bị xì á thì nước nó sẽ vô. Nó tất cả nước nó sẽ theo cái đường rãnh phuộc nó xuống. Mà khi mà nó xuống nhiều quá nên thì nó sẽ làm rỉ hai cây này. Đây như anh trai là bị rỉ một cây này mới dẫn tới tình trạng nó xì phuộc này. Thì anh em biết rồi đó. Cái mạt ở trên cái vòng cái khoen giữ này nó dính vô trong cái phốt chặn dầu. Thì khi mà nó dính vô phốt chặn dầu rồi á thì nó sẽ gây ra cái tình trạng, đó chính là nó mài vô cái phốt và mài vô tia phuộc nhé má. Nó mài một thời gian là trước cái tia phuộc như cái này chẳng hạn đi, bắt đầu có hiện tượng trước này. Đó, tia phuộc trước. Cái thứ hai nữa là cái phốt nó sẽ bị xì. Lý do nó bị xì đơn giản thôi nha. Nên là anh em có xe ở nhà á thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách mà coi cái cách luôn. Coi cái cách để mà xử lý sớm ha. Có nghĩa là khi mà xe anh em mà sắp bị, khi mà xe anh em mà sắp bị rồi á thì mình sẽ kiểm tra bằng cách nào. Đây, lâu lâu anh em chịu khó ở nhà dùng một cái vít dẹp này ha, bỏ vô đây, nó hơi cứng xíu anh em ha. Đó, anh em nạy lên. Đó, anh em nạy lên mà thấy cái lò xo ở trong đó. Đây, anh em thấy không, cái con xe này chuẩn bị rồi nè, con xe này chuẩn bị đi tai nạn rồi đó. Cái lò xo trong này bị rỉ này, anh em thấy bị rỉ chưa? Đây, cái dấu rỉ đây này, đó, nó rỉ rồi. Thì cái mạt rỉ đây nè, một thời gian nó sẽ chảy xuống cái thân ti phuộc này, chảy xuống cái phốt này nha má. Nó sẽ chảy xuống phốt, và khi mà nó chảy xuống phốt rồi thì 100% với anh em á là nó sẽ bị xì dầu. Đó, như con này mà không có xử lý sớm thì cứ xác định là xì dầu thôi. Anh em thấy bị rỉ chưa? Còn anh em muốn chắc cú luôn thì anh em có thể cậy cái khoe lên này. Đây, mình cậy khoe lên, thấy chưa, anh em nhìn kỹ chưa? Đó, thì chính những cái mạt này ha, cái này thì không ai chia sẻ cho anh em đâu. Cái này thì mình làm xe nhiều rồi, mình có kinh nghiệm thì mình chia sẻ cho anh em thôi, chẳng ai chia sẻ cho anh em cái vấn đề này đâu. Đó, đây chính là cái lý do mà dẫn tới là xì ti phuộc. Hello nha, hôm nay mình sẽ nói cho anh em cái lý do mà xì ti phuộc và cách xử lý sớm để hạn chế cái vấn đề xì này ha. Ok, bắt đầu thôi. Căn phuộc cũng không có gì là cao siêu hết anh em, mà căn phuộc một khi nào mà đạt được tới trình độ như vậy nè, đó nó mới ghê. Dành chơi thôi anh em ha. Thì bây giờ là sau khi mà vô phốt rồi thì tới cái vấn đề tiếp theo đó là căn dầu. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn sơ cho anh em cách căn dầu luôn, để mình gắn ti vô đi rồi mình sẽ hướng dẫn anh em cách căn dầu ha. Căn dầu cho đúng zin của hãng thôi. Còn anh em nào muốn nặng thì anh em cho thêm khoảng 3ml tới 5ml thôi, tùy theo độ nặng. Còn anh em nào muốn nặng hơn nữa để hạ phuộc á thì có thể là chêm thêm một cái lò xo. Thì thường anh em ra đi mua mấy cái lò cho đầu của các dòng xe khác ấy, nhét vô thôi. Khá nặng nha, nhưng mà đó là những anh em thích nặng. Ok, bây giờ tới cái vấn đề tiếp theo đó, vấn đề mà căn dầu cho phuộc trước của đây đó. Châm dầu phuộc thì cũng chả có gì ghê gớm. Sau khi mà anh em vô, sau khi mà anh em gắn vô hết rồi ha. Cái gắn này thì mình cũng không hướng dẫn nữa, tại vì gắn nhiều rồi. Rồi gắn thì nó không chả có gì, nó chỉ có một con ốc ở phía dưới này thôi. Khi anh em gắn thì nhớ cái lò xo thưa thì nằm trên, mà lò xo dày thì nằm dưới ha. Ông nào mà ngáo ngáo mà cho cái lò xo ngược một cái một là chạy rất ổ gà, nó kêu cái cục liền. Trước khi mà đổ dầu phuộc vô thì anh em đẩy cái phuộc lên hết cỡ. Ok nha, nhớ nha, đẩy lên hết cỡ. Đó, rồi đổ dầu phuộc vô thôi, đổ cho khi nào mà nó tràn thì thôi.
Nói giỡn chứ không phải là đổ tràn đâu nha mấy, đổ vừa tới cái mép thôi. Ở trong này có gờ này, có gờ ấy, anh em muốn nặng thì anh em đổ bằng cái gờ phía trên luôn, còn muốn không nặng á thì đổ bằng gờ phía dưới. Nếu mà phuộc của hãng á thì nó nằm cái gờ ở dưới, còn cái phuộc mình muốn đầm một xíu thì mình đổ cái gờ ở trên đó. Cẩn thận chạy ra ngoài em, để đổ vào phuộc em ha. Thì mà khi đổ vào phuộc á thì anh em nhớ kéo thêm mấy cái nữa để làm gì, để mà lỡ mà còn bọt khí ở trong này thì cho tự động nó chạy lên hết ha. Nói chung là đơn giản lắm anh em ơi, phục hồi phuộc nó dễ như ăn bánh mì Sài Gòn vậy đó. Nghe phục hồi phuộc nghe đó cao siêu lắm, nhưng mà phục hồi phuộc trước thì không có gì cao siêu đâu. Phuộc sau và như mấy cái phuộc ô liền đồ thì phải thêm đổ thêm nha. Ép rồi đó. Đó anh em thấy gờ không? Gờ dưới không? Đó gờ dưới hoặc gờ trên. Anh em muốn nặng nặng thì đổ theo bằng gờ trên, còn muốn nhẹ thì đổ gờ dưới thôi. Dầu phuộc thì mình sẽ dài dầu phuộc âm soi hoặc là một số dầu phuộc loại tốt anh em ha. Tuyệt đối là không xài ba cái dầu thủy lực mà ta bỏ đi. Anh em mà đi ra ngoài mấy cái tiệm mà nhỏ nhỏ người ta hay mua cam là mấy chục lít một cái dầu thủy lực bỏ đi á để làm dầu phuộc. Thực sự là không ngon nhá, dầu để xài bao nhiêu năm rồi là phải không ngon nhá. Mình cam đoan với anh em như vậy. Đó, anh em đổ bằng nè ha. Và lưu ý là hai cây phải luôn luôn bằng nhau, đừng có để cây cao cây thấp. Cây cao cây thấp thì cái rì bao độ hồi phuộc á nó không có chuẩn. Phuộc sau thì nó có phin rì loát nè, nó có compression này, nó có rebao này, còn phuộc trước á thì mình chỉ quan trọng rebao thôi. Tại vì cái lò xo này mình không canh được nữa, lò xo nó nằm nguyên trong này trong cái phuộc rồi. Nói chung là cái đó mới thuật ngữ thôi nha em ơi. Không quan trọng lắm. Đó rồi. Anh em lưu ý nha, hai bên giờ phuộc bằng nhau và bằng mập. Đơn giản vậy là xong. Ok. Chúc anh em ở nhà tự làm được nhá.